Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh tin tức của Sao, và sau đây là bản tin huynh đệ Hoắc Kiến Hoa và Hoàng Hiên tương tàn trong Nữ Y Minh Phi Truyền. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Gần tới ngày công chiếu, đơn vị sản xuất liên tiếp tung ra trailer và loạt ảnh quảng bá cho bom tấn cổ trang Nữ Y Minh Phi Truyền. Ngoài rắc rối khi cùng đem lòng yêu thương nữ y Đàm Duyên Hiên, Lưu Thi Thi, hai huynh đệ Chu Kỳ Trấn, Hoắc Kiến Hoa và Chu Kỳ Ngọc, Hoàng Hiên còn bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực nơi vương triều. Bằng thủ đoạn gian xảo, hoàng tử Chu Kỳ Ngọc đã đảo chính thành công rồi lên ngôi hoàng đế, đẩy người anh Chu Kỳ Trấn vào bước đường cùng. Đứng giữa cảnh huynh đệ tương tàn ấy, Đàm Duyên Hiên vô cùng khó xử. Nữ Y Minh Phi Truyền cũng đánh dấu sự tái xuất của tiểu hoa đáng Lưu Thi Thi ở thể loại cổ trang, từng gây sốt với vai diễn Nhược Hy trong Bộ Bộ Kinh Tâm. Người hâm mộ kỳ vọng sự bứt phá trong diễn xuất của cô ở tác phẩm mới này. Mặc dù đóng vai thù địch trong phim, nhưng khi rời xa ống kính máy quay thì Hoắc Kiến Hoa và Hoàng Hiên lại là những người anh em thân thiết. Bởi kinh nghiệm đóng phim cổ trang còn ít ỏi nên Hoắc Kiến Hoa luôn hết lòng giúp đỡ, chỉ dẫn cho đàn em Hoàng Hiên trong quá trình ghi hình. Được biết dù đã đóng máy nhưng Hoắc Kiến Hoa và đàn em vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Nữ Y Minh Phi Truyền, thời lượng dự kiến 50 tập, được lấy cảm hứng từ một nhân vật có thật trong lịch sử Trung Hoa cuối thời nhà Minh, nữ danh y Đàm Duyên Hiên. Vào cái thời mà chế độ trọng nam khinh nữ vẫn chi phối cả xã hội, thì các bậc vua chúa luôn có thành kiến với những cao nhân là nữ y. Nhưng không vì thế mà Đàm Duyên Hiên từ bỏ nhiệt huyết và đam mê với nghề y của mình. Trải qua biết bao những gian nan trắc trở của ải nghề, cuối cùng tài năng và tấm lòng của cô cũng khiến mọi người phải tâm phục khẩu phục. Song song với câu chuyện cảm động về ngành y chữa bệnh cứu người, phim còn khắc họa mối tình tay ba đầy kịch tính giữa ba nhân vật chính là Đàm Duyên Hiên và hai hoàng tử Chu Kỳ Trấn, Chu Kỳ Ngọc. Phim Nữ Y Minh Phi Truyền dự kiến sẽ lên sóng vào ngày 13 tháng 2 năm 2016 trên đài truyền hình Đông Phương và Giang Tô. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.